Hé lộ bảng điểm top 3 đại sứ hoàn mỹ 2020, Chân Đà nhận mưa điểm 10, Lương Mỹ Kỳ và Tường Vi bám nhau sát nút. Đa số giám khảo đều đồng thuận chấm cho Chân Đà số điểm tuyệt đối. Đêm chung kết đại sứ hoàn mỹ 2020 đã chính thức khép lại và chọn ra được top 3 vô cùng xứng đáng gồm quán quân Chân Đà, á quân 1 Lương Mỹ Kỳ, á quân 2 Tường Vi. Đây là kết quả hoàn toàn thuyết phục khán giả sau khi theo dõi màn thể hiện của từng thí sinh trong đêm thi quan trọng nhất. Trong đêm chung kết, ban tổ chức đã mời đến tận 16 vị giám khảo để chấm điểm cho các thí sinh. 9 người mời ý nhưng khi theo dõi bảng điểm vừa được công bố, Chân Đà hoàn toàn được ủng hộ cho ngôi vị cao nhất với rất nhiều con mời rực rỡ. Trong khi đó, á quân 1 Lương Mỹ Kỳ chỉ nhỉnh hơn về người vị trí thứ 3 là Tường Vi đúng 1 điểm. Bảng điểm của top 3. Chân Đà nhận cơn mưa điểm 10 từ dàn giám khảo. Lương Mỹ Kỳ chỉ hơn Tường Vi đúng 1 điểm. Tường Vi nhận điểm 10 duy nhất từ anh Huỳnh Minh Thảo. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.